Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người tượng trưng cho tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam, cho những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, ý chí, nhân cách Việt Nam, là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng, là hình ảnh tuyệt đẹp về mối liên hệ thân thiết, gắn bó giữa lãnh tụ với nhân dân. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Từ lúc thiếu niên cho đến khi về với cõi người hiền, Bác Hồ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Cuộc đời Bác cho đến giây phút cuối cùng thật là một cuộc đời đẹp đẽ, trong sáng, vì dân, vì nước, vì Đảng thân yêu. Trong những giây phút cuối cùng, đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, Bác vẫn luôn nghĩ cho đồng bào, cho đất nước. Những ngày tháng 5 năm 1967, khi Bác sang Trung Quốc để chữa bệnh, Bộ Chính trị đã quyết định làm cho Bác ngôi nhà nhỏ, nhà 67 phía sau nhà sàn, với mục đích để đảm bảo an toàn cho Bác trong những năm máy bay giặc Mỹ bắn phá Hà Nội. Nhà làm xong, Bác không nhận sử dụng riêng cho mình, người nói: "Khi nào có nhiều đồng chí phụ trách đến làm việc với Bác thì họp ở nhà ấy cho chắc chắn. Còn lúc ở một mình, Bác cứ ở nhà sàn gỗ này thôi. Các chú lo cho Bác cũng phải lo cho dân ấy. Dân chịu thế nào thì Bác chịu được như vậy." Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1967, ngày Bác đi Trung Quốc về, tuần một lần Bộ Chính trị đến họp ở đây để quyết định những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong dịp kỷ niệm Đảng 39 tuổi, ngày 3 tháng 2 năm 1969, tại ngôi nhà này, Bác Hồ đã viết bài "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", biểu dương cho tinh thần hy sinh gương mẫu, đạo đức trong sáng của cán bộ đảng viên, đồng thời kịch liệt lên án những hành vi tư tưởng cá nhân hẹp hòi. Người chỉ ra rằng chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân, là bạn đồng hành của căn bệnh tham ô, hủ hóa, lãng phí xa hoa, tham danh trục lợi, làm hại đến quyền lợi của cách mạng, của nhân dân, làm giảm thanh danh uy tín của đảng cầm quyền. Vào thời gian sau ngày 12 tháng 8 năm 1969, Bộ Chính trị tổ chức họp bàn về việc chuẩn bị tổ chức 4 ngày lễ lớn trong năm 1970. Cuộc họp vắng Bác, vì lúc đó Bác đang mệt nặng. Một hôm, có một ủy viên Bộ Chính trị vào thăm, báo cáo lại với Bác quyết định của Bộ Chính trị vừa rồi. Nằm trên giường bệnh, Bác nói về những kỷ niệm sắp tới Bác rất vui. Nhưng khi nghe nói tới việc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày sinh của người, Bác liền bảo: "Các chú nên bàn cho kỹ, còn ý kiến của Bác chỉ đồng ý 3/4 nghị quyết. Bác không đồng ý đưa ngày 19 tháng 5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm 1970. Còn nghị quyết kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, 100 năm ngày sinh Lenin, 25 năm ngày thành lập nước thì các chú nên có sớm để tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Hiện nay các cháu học sinh đã sắp bước vào năm học mới. Giấy mực, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh của Bác thì các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu, khỏi lãng phí." 16 giờ ngày 12 tháng 8 năm 1969, Bác gặp ông Lê Đức Thọ tại nhà nghỉ Hồ Tây, nghe báo cáo tình hình hội nghị Paris. Đến hôm đó, Bác lên cơn sốt và ho. Rồi những ngày sau đó, Bác ho nhiều hơn, sốt nặng hơn, nhưng Bác vẫn lên xuống nhà sàn làm việc. Theo đề nghị của bác sĩ, ngày 18 tháng 8 năm 1969, Bác không làm việc ở nhà sàn gỗ nữa, người xuống ở và làm việc tại ngôi nhà số 67 này. Và thế là bắt đầu những ngày quy luật của cuộc đời đến với Bác ở nơi đây. Từ ngày 25 tháng 8 năm 1969, tình hình sức khỏe của Bác chuyển biến xấu. Bộ Chính trị đề nghị Bác không lên xuống nhà sàn nữa, mà ở hẳn trong nhà 67 để chữa bệnh. Dù là trên giường bệnh, nhưng Bác vẫn làm việc, ngày ngày đều đặn nghe báo cáo công việc
từ cả hai miền đất nước vẫn đọc sách báo, gửi điện mừng và trao tặng huân chương, huy hiệu, tặng hoa cho những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chiến đấu và sản xuất. Ngày 28 tháng 8, nhịp tim của bác bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp. Buổi chiều, bác như thiếp đi. Sau khi các bác sĩ tiêm thuốc, bác tỉnh lại. Đôi mắt từ từ mở ra, rồi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy đông đủ các đồng chí trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Nụ cười đã hầu như héo đi trên gương mặt xanh xao của bác, làm mọi người xúc động. Ngày 29 tháng 8, bệnh của bác không hề thuyên giảm. Ngày 30 tháng 8, bệnh của bác càng nặng thêm, liên tục đau ngực, rồi bác hôn mê. Tất cả đều bàng hoàng. Sau khi các bác sĩ cấp cứu hồi lâu, bác mới từ từ mở mắt, vẻ rất mệt mỏi. Nhìn Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bác khẽ nói: "Chú chuẩn bị tổ chức quốc khánh năm nay ra sao rồi?" Và nhắc: "Nhớ bắn pháo hoa cho dân vui." Thủ tướng vô cùng xúc động, báo cáo với bác mọi việc đã chuẩn bị chu đáo. Bác lại hỏi: "Lũ sông Hồng đã rút hết chưa? Cần phải lo cho dân nếu đê vỡ." Thủ tướng không dám giấu bác, báo cáo là lũ vẫn chưa rút hết. Rồi thủ tướng mạnh dạn thưa với bác: "Chính phủ muốn mời bác lên khu an toàn để bác được tĩnh dưỡng và để phòng lũ lụt." Bác lắng nghe rồi lắc đầu, thong thả nói chậm: "Không, bác không muốn đi đâu cả. Bác không thể bỏ dân. Dân ở đâu, bác ở đó. Dù lụt lội hơn nữa, dù Mỹ có ném bom Hà Nội trở lại." Thủ tướng chỉ còn biết ứa nước mắt nhìn bác và thầm kêu lên: "Bác ơi, đến cảnh ngộ này bác vẫn chỉ nghĩ đến dân." Ngày 31 tháng 8, bác muốn ăn cháo, các đồng chí phục vụ nấu một bát cháo ngon. Bác ăn hết, mọi người rất vui mừng. Cũng ngày này, nghe tin một đơn vị tên lửa thuộc sư đoàn 361 bắn rơi máy bay Mỹ không người lái, bác còn gửi tặng một lãng hoa cuối cùng mà quân và dân ta được nhận từ người. Ngày mùng 1 tháng 9, sức khỏe của bác lại có vẻ như khá hơn. Từ ngày 28 tháng 8 đến hôm nay, chưa bao giờ các đồng chí lãnh đạo và những người phục vụ lại vui và hy vọng về sức khỏe của bác như bây giờ. Khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới thăm, bác nói: "Ngày mai làm lễ quốc khánh, cho bác ra dự khoảng 10-15 phút để được gặp đồng bào. Bác ra ngồi trên sân khấu trước, sẽ cuốn khăn che cổ, rồi hãy tiến hành khai mạc. Bác sẽ cố nói cho được bình thường mấy câu với đồng bào." Nhưng thủ tướng báo cáo đã làm meeting từ tối hôm trước vì bác đang mệt. Bác hiểu. Vậy là sẽ không còn dịp nào để gặp đồng bào nữa. Nhưng tiếc thay, niềm vui ấy không trọn vẹn được một ngày. Cuối buổi chiều, bác lại mệt nặng, nhiều lúc gần như thiếp đi. Và lần đầu tiên, mọi người thấy bác rên. Những tiếng rên như đứt từng khúc ruột. Tất cả bàng hoàng, lo lắng. Các bác sĩ tập trung cứu chữa. Điện tâm đồ bật lên, màn hình hiện ra toàn tín hiệu xấu. Sau khi uống thuốc, tiếng rên thưa dần, rồi bác tỉnh lại. Nhìn ra hai cây dừa ngoài cửa mà đồng bào miền Nam gửi ra biếu bác năm nào, bác muốn uống nước dừa. Tuy nhiên, bác sĩ Nhữ Thế Bảo ghé vội lễ phép: "Thưa bác, bệnh của bác không nên uống nước dừa, xin lấy thứ nước khác để bác dùng." Bác lắc nhẹ: "Không sao đâu, bác muốn được uống một chút nước dừa miền Nam thôi mà." Rồi bác nói nhỏ: "Bác quê ở Nam Đàn, nhưng mẹ mất ở Huế, cha mất ở Cao Lãnh. Chưa một lần bác được trở lại hai nơi đó." Mọi người lặng đi. Cả cuộc đời bác dành trọn cho dân cho nước, nay về già nhưng vẫn không hề nguôi ngoai hình ảnh của những người ruột thịt thân yêu nhất. Sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969,
bầu trời u ám, buồn bã như thấu lòng người. Các đồng chí trong Bộ Chính trị đều tới thăm bác đông đủ. Trong ngôi nhà 67, bác nằm trên chiếc giường nhỏ đơn sơ, thiếp đi. Các y bác sĩ trực sẵn sàng, im lặng nhưng chồng chất nỗi lo. Đột nhiên, bác đưa tay ôm lấy ngực và chặn mình nghiêng người sang một bên. Các bác sĩ vội nhào tới xoa bóp, máy điện tim mở gấp. Bác đã bắt đầu cơn đau dữ dội. Những tín hiệu chỉ còn thoi thóp và toàn chạy ngang với những đường sáng nhấp nhô yếu ớt. Các tín hiệu vụt tắt. Theo dõi trên máy điện tim thì đến 9:15, tim bác ngừng đập hẳn. Các bác sĩ và các anh em cán bộ thay nhau dùng sức ấn lên ngực bác, mong tim bác đập trở lại. Đến 9:47, ông Phạm Văn Đồng trào nước mắt. Thôi các đồng chí ạ, bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi. Vĩnh biệt chúng ta, bác Hồ đã để lại cho đảng ta, nhân dân ta một bản di chúc lịch sử. Đó là những lời căn dặn cuối cùng, là tình cảm và niềm tin của người đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn đọc điếu văn của Đảng Lao động Việt Nam và công bố bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi để lại muôn vàn tình yêu thương cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Hơn 50 năm qua, di chúc của người với những giá trị to lớn và đặc sắc đã trở thành cương lĩnh hành động của đảng ta, nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đã 52 năm, ngày đau thương ấy đi qua. Mùng 2/9/1969, mùng 2/9/2021. Nhưng hình ảnh, lòng kính yêu dành cho bác vẫn luôn in đậm trong mỗi trái tim, khối óc con người Việt Nam. Và cứ mỗi dịp ngày mùng 2/9 hàng năm, dù nhân dân cả nước hồ hởi vui mừng cho ngày quốc khánh, nhưng đồng bào và chiến sĩ cả nước vẫn luôn hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và thế giới. Bác nằm đó chỗ Ba Đình khai sáng, người nghỉ yên nơi người đã bắt đầu.